Dạ vâng, xin chào quý cô chú anh chị đã quay lại kênh của em Nguyễn Văn Thí. Lời đầu tiên em Thí xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ kênh của em Thí trong thời gian qua. Dạ vâng, kênh của em thấy là chuyên review về đất nền, nhà phố, căn hộ, biệt thự của thành phố biển Nha Trang và các huyện lân cận. Và đặc biệt là có review các cái vấn đề liên quan đến bất động sản. Hiện tại thì đố quý cô chú anh chị có biết em đang đứng ở vị trí tại ở đâu không ạ? Nếu mà quý cô chú anh chị từng xem video của kênh em thì chắc chắn là sẽ biết ở vị trí đây. Chính xác vị trí em thấy đang đứng là cái chỗ vòng xoay của khu đô thị An Bình Tân. Đây là cái vòng xoay nè, vòng xoay hướng từ phía đường Vành Đai 2 đi vô đây, vòng xoay từ hướng Vành Đai 2 đi vô, Vành Đai 2 ở phía trước kia nè. Đó, đi vô đây chỉ vài bước chân thôi. Hôm nay thì em thấy tiếp tục đi review, gửi đến cho quý cô chú anh chị một cái lô đất gia chủ gửi bán cách cái chỗ cái đường Vành Đai 2, cái vị trí đây thì hơn 100 m, đâu đó tầm 200 m. Phía bên này là khu biệt thự nha quý cô chú anh chị. Khu đô thị An Bình Tân là một trong những cái khu đô thị hình thành rất là sớm ở thành phố biển Nha Trang sau đô thị Bình Điền Trung thôi. Và đặc biệt là tại khu đô thị này thì đã có sổ hồng cho đặc biệt là khu đô thị này thì đã có sổ hồng. Khu đô thị này với tổng diện tích là gần 72 hecta nha quý cô chú anh chị, bao gồm là có nhà phố, khu biệt thự, và các cái tiện ích khác như là trường học, trung tâm thương mại, chung cư, vân vân. Phía đằng trước xa xa đây là sắp trong tương lai thì sẽ hình thành các cái tòa chung cư và trung tâm thương mại. Đây. Ở đây thì nhà cửa được thiết kế rất khá là đẹp. Bây giờ thì em thấy mời quý cô chú anh chị cùng theo chân em dạo một vòng đây trước khi đi vô lô đất ạ. Dạ vâng, đây là tổng thể cái lô đất em giới thiệu đến cho quý cô chú anh chị. Đây toàn cảnh lô đất ạ. Đây lô đất này với tổng diện tích là 100 mét vuông, ngang 5 mét, dài 20. Ngang thì từ cái tường của nhà bên cạnh đổ qua. Và cái lô đất này là hướng đông bắc nha quý cô chú anh chị, hướng đông bắc, một cái hướng rất là mát. Buổi sáng thì nó hơi nắng một tí nên buổi chiều rất là mát đó.
hợp cho quý cô chú anh chị, hợp hướng Tây Tứ Trạch. Ở đây thì dân cư hiện hữu rồi, khu đô thị An Bình Tân thì tỷ lệ dân cư lấp đầy thì hơn 60%. Ở đây thì nhà thiết kế theo kiểu là một trệt, hai lầu, một tâm như cái nhà bên cạnh đó, không thể xung quanh đây. À, đặc biệt là cái lô này là một cái lô sạch nha quý cô chú anh chị, không có vướng tụ điện hay là hố ga gì hết ở phía trước tổng thể nè, không có gì cả, một lô đất rất là đẹp. Và một điều đặc biệt nữa là chủ đã ép cọc rồi nha quý cô chú anh chị, ép cọc. Từ vị trí lô đất này thì đi xuống cầu Bình Tân thì chưa tới 1 km, và di chuyển đi ra xong quán trường hướng kia, chỗ lúc nãy em thấy đang đứng đó, thì từ đây di chuyển ra đó thì tầm hơn 200m thôi. Một cái vị trí rất là phù hợp để cho quý cô chú anh chị đi lại tập thể dục, rất là tuyệt vời. Hiện tại thì gia chủ đang cần tiền nên là cần bán gấp. Lúc trước thì gia chủ đưa ra giá là 39, nhưng mà hiện tại thì hạ xuống thì chỉ còn 37 thôi. Một cái giá rất là tốt ở khu vực này. Ở đây thì mặt bằng thì tầm 38, 39 hết. Và một điều đặc biệt nữa là giá này thì đã bao gồm phí ép cọc rồi. Lô này đã ép cọc rồi. Đó. Nên là quý cô chú anh chị mua về muốn xây nhà thì chỉ việc xây nhà thôi. Đó, cái cọc đó quý cô chú anh chị. Và trong bán kính 2 km hơn á, thì có đầy đủ tiện ích hết nha quý cô chú anh chị. Đi xuống cảng Hòn Rớ này, một nơi để cho quý cô chú anh chị mua được hải sản tươi sống này. Rồi xuống chợ Bình Tân, đi xuống có trường học các cấp. Và đặc biệt là gần các cái bệnh viện lớn như là bệnh viện Tâm Trí, Vinmed. Xa xa hơn 2 km thì có bệnh viện Đa Khoa của tỉnh Khánh Hòa. Dân cư ở đây nhìn thẳng xuống kia, phía dưới đó là đường Võ Văn Kiệt, một cái con đường kết nối giao thông từ phía nút giao thông Ngọc Hội đi vô cầu Bình Tân. Ở phía dưới đường đó là khu của VCN Phước Long. Cái lô đất này nằm trên cái trục đường lúc nãy em thấy vô rồi thì quý cô chú anh chị cũng biết rồi. Cái trục đường là đường T5. Cái con đường này thì lòng lề là 13m. Hiện tại là buổi chiều nên là khí hậu ở đây gió rất là tuyệt vời, rất mát. Gió đung đưa cây quá trời luôn. Ở phía đằng xa xa kia thì dân cư em bé đang vui chơi. Dạ vâng, khu đô thị An Bình Tân đó, thì theo em thấy là một cái khu đô thị rất là đáng sống, đặc biệt là phù hợp cho quý cô chú lớn tuổi, tại vì cái vị trí ở khu đô thị đây rất là yên tĩnh và khí hậu rất là trong lành, mát mẻ. Và đặc biệt hơn nữa là vấn đề an ninh ở đây đã khá là tốt, được các chú bảo vệ thì đi tuần tra liên tục. Dạ vâng, em xin nhắc lại thông tin là cái lô này với tổng diện tích là 100m², hướng đông bắc, ngang 5m. Và đã có sổ hồng rồi nha quý cô chú anh chị. Đã có sổ hồng. Giá thì chỉ 37 triệu thôi. Rất là tốt để cho giá tốt. Giá rất là tốt để cho quý cô chú anh chị mua để đầu tư hoặc là xây nhà ở. Dạ vâng, sau khi quý cô chú anh chị xem qua video thấy phù hợp để cho quý cô chú anh chị mua đầu tư hoặc xây nhà ở
thì hãy inbox cho em với số điện thoại là 0356004325 nhé. Em sẽ gửi thông tin và tư vấn cho quý cô chú anh chị. Dạ vâng. Ngoài ra thì nếu mấy quý cô chú anh chị thấy cái lô đất này ở vị trí khu đô thị An Bình Tân không phù hợp với nhu cầu của quý cô chú anh chị, thì quý cô chú anh chị có thể báo cho em cái nhu cầu, thì em sẽ đi tìm cho quý cô chú anh chị những căn nhà hoặc là lô đất ở vị trí khác. Dạ, hẹn gặp quý cô chú anh chị những video tiếp theo ạ.